Xin chào tất cả các bạn, trong bài học này tôi sẽ giới thiệu với các bạn về keyframe. Đây là cách để các bạn thiết lập chuyển động cho một đối tượng nào đó trong phần mềm After Effects. Để có thể thiết lập chuyển động của một keyframe như thế nào thì sau đây chúng ta sẽ cùng thử với một cái layer text. Như đây các bạn có thể thấy, tôi đã thiết lập sẵn một số thông số chuyển động cho cái hiệu ứng này. Như các bạn có thể xem qua như thế này. Đấy, như các bạn đang thấy trên màn hình, tôi đã thiết lập sẵn một số cái thông số chuyển động cho cái dòng text này. Vậy làm thế nào để chúng ta có thể thiết lập chuyển động cho dòng text như ở trên? Đầu tiên thì các bạn ấn vào biểu tượng mũi tên ở Layer Animation. Ở đây tôi đã sử dụng một cái hệ thống effect sẵn có, preset sẵn có ở trong phần mềm After Effects để minh họa cho các bạn. Như ở đây, đầu tiên các bạn hãy nhìn một chút vào cái khu vực timeline này. Các bạn có thể thấy, chúng ta phóng to nó lên một chút. Chúng ta có hai cái điểm tròn tròn, nút tròn, điểm đầu và điểm cuối. Tức là đây chính là hai cái điểm keyframe để giúp cho cái hiệu ứng này xảy ra từ lúc nó bắt đầu cho đến khi nó hoàn thiện thành biểu tượng chữ animation này. Các bạn sổ tiếp dòng mũi tên này xuống. Đây các bạn để thấy, đây chính là hai cái keyframe của chúng ta. Đây là hai cái biểu tượng keyframe hình lục lăng, các bạn thể thấy. Ở đây chúng ta có thể thấy được các cái thông số, chẳng hạn như đây là keyframe ở điểm bắt đầu, thông số của keyframe này là bằng 0. Còn ở đây, khi nó đã hoàn thiện thì nó là 100%. Bây giờ tôi sẽ thử tắt cái keyframe đi và làm lại cho các bạn xem. Để bật tắt một keyframe thì các bạn chú ý vào cái biểu tượng đồng hồ. Đây chính là nơi để các bạn có thể quyết định cho một điểm keyframe có thực sự hoạt động hay không. Nếu các bạn không ấn vào cái biểu tượng này, khi các bạn thiết lập thông số là 100% chẳng hạn, thì cái 100% đấy nó sẽ trải dài trên toàn bộ thời gian cái video của bạn tồn tại hay đối tượng của bạn đang tồn tại, thay vì có một hiệu ứng nào đấy. Thì đầu tiên chúng ta click chuột, biểu tượng này sẽ trở thành màu xanh để cho các bạn thấy rằng nó đã hoạt động. Chẳng hạn đầu tiên ở đây chúng ta đang có một cái keyframe đây, tôi thiết lập thông số mặc định là 0, tức là chưa có bất cứ một hiện tượng nào xảy ra cả. Sau đấy chẳng hạn tôi muốn cái hiện tượng đấy xảy ra vào giây thứ nhất chẳng hạn, thì ở đây tôi kéo nó lên thành 100%, tức là sau một giây hiệu ứng này sẽ hoàn toàn hiển thị một cách đầy đủ. Nhưng nếu trong trường hợp chẳng hạn các bạn muốn nó ở giây thứ hai hay giây thứ ba thì sao, thì các bạn chỉ việc kéo chuột trên timeline và sau đấy các bạn kéo thông số ở dưới đây lên 100% thì nó sẽ là một đầy đủ. Bên cạnh đó chẳng hạn, nếu như một bạn nào đó muốn rằng nó đừng hiển thị hết ngay chẳng hạn, và muốn ở cái khoảng giây hơn một giây một chút, các bạn chỉ muốn nó hiển thị được khoảng 50% hay là 40% thôi, thì các bạn chỉ việc kéo chuột đến cái thời điểm mà các bạn muốn, các bạn có thể tùy chỉnh thêm thông số ở đây. Thì mặc nhiên ở cái thời điểm đấy, cái keyframe này sẽ chậm lại, chẳng hạn như các bạn thấy ở đây, nó sẽ bị chậm lại ở thời điểm đấy, và sau đấy nó mới lại tăng tốc lên để hoàn thiện vào đúng cái thời điểm giây ở đây tùy chọn là giây thứ 3. Thì việc tạo keyframe này là một cách hết sức quan trọng mà các bạn phải nắm được, bởi hầu hết tất cả các hiệu ứng ở trong phần mềm After Effects đều phải sử dụng cái hiệu ứng này. Đây là một cái hiệu ứng đối với effect. Vậy bên cạnh keyframe với hiệu ứng thì chúng ta còn có keyframe đối với những điều gì nữa? Thì ở đây chẳng hạn các bạn có để keyframe đối với một số cái thông số ở dưới đây, như tôi vừa click chuột đây ở mục transform. Các bạn để thấy này, chúng ta có thể tạo rất nhiều thứ, chẳng hạn đây. Khi dòng chữ này đã hoàn thành đầy đủ rồi, chẳng hạn tôi muốn nó to dần lên chứ không chỉ có một kích cỡ như ở đây chẳng hạn, thì chúng ta quay về điểm đầu, các bạn click chuột vào biểu tượng đồng hồ. Ở đây tôi chọn tăng kích cỡ lên thì mặc định nó là 100% chẳng hạn. Thì khi muốn tôi kết thúc hiệu ứng chẳng hạn nó hiện ra này, tôi muốn nó to hơn. Chẳng hạn đây tôi muốn nó lên 150%, thì các bạn chỉ việc kéo chuột lên thì mặc định ở đây phần mềm sẽ tự động tạo cho các bạn một cái keyframe khi các bạn đã ấn vào biểu tượng này. Đây như các bạn thấy, tự động hiện lên và phóng to lên như chúng ta đang thấy đây, ở đây. Đấy, như các bạn thấy. Điều này các bạn cũng có thể áp dụng cho các cái thông số khác. Ở đây chẳng hạn như ở đây là chúng ta muốn cho nó xoay chẳng hạn, các bạn click chuột vào mục rotation. Sau đấy chúng ta click chuột đến điểm kết thúc. Chẳng hạn đây chúng ta có hai cái thông số là bao nhiêu độ đây, các bạn có thể tùy chọn cho nó xoay tùy theo cách các bạn muốn. Đấy các bạn có thể thấy. Có thể hay là ở đây tôi sẽ gõ là 360 chẳng hạn. Thì đây các bạn có thể thấy rằng
khi phần mềm hiện lên, chúng ta thấy rằng cái dòng text này đang xoay. Đấy, và sau đó mới kết thúc lại thành biểu tượng chữ đầy đủ. Hay các bạn cũng có thể áp dụng cái keyframe này với dòng opacity, tức là độ hiển thị của hình ảnh. Chẳng hạn tôi muốn ban đầu nó chỉ là 0 thôi. Sau đó đến thời điểm 3 giây thì nó hiển thị lên thành 100%. Đây các bạn thể thấy hiệu ứng nó hiện dần lên. Đây là những cái hiệu ứng sử dụng keyframe hết sức cơ bản mà các bạn phải nắm được, bởi sau này các bạn đều phải sử dụng nó một cách rất nhiều luôn và các bạn cần nắm vững. Như vậy thì tôi đã vừa giới thiệu với các bạn cách sử dụng keyframe đối với một layer ở trong phần mềm After Effects. Hẹn gặp lại các bạn trong những bài học sau.